Theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports. Nhưng vấn đề là bắn như thế nào đấy. Castell đang đi qua rồi và đừng nói với tôi Castell sẽ dụng nha. Nhưng Golden Cat họ chưa quyết định bắn vào. Bây giờ thì đến lượt Long Ca của Division League Gaming. 19 sen ngay lập tức headshot đi video squid sau. Và đó là một tình huống confirm của Long Ca với khẩu LR một cách vô cùng lạnh lùng. Liệu đây có phải là một quyết định chính xác hay không đây? Creatory có thủ được trước đỉnh của bên phía team Golden Cat hay không? Division League Gaming vẫn đang mải mê với các thành viên của bên phía team Fury. Và giờ thì có thêm một mạng dành cho cái tên 19 sen rồi. Nikus là nạn nhân và chắc chắn rồi, confirm kill luôn. Nhưng bây giờ thì bên phía Division League Gaming cũng đang bị bắn trả ra là khá rát. Có vẻ như là các thành viên của bên phía team Ferox, chính xác là team Ferox, mất đi một người và họ sẽ không thể làm được gì thêm đâu. Và ở đây thì Golden Cat di chuyển vào trong bo nhưng họ bị gạt giò mất đi một người rồi. Và đó là mạng dành cho cái tên Castell của Creatory, đem lại cho họ khá nhiều những cái sự bất lợi. Sapau tiếp tục hạ gục Ricozy và trước đó thì Groom cũng nằm xuống rồi. Và đó là 4 điểm hạ gục dành cho Division League Gaming, vô cùng tuyệt vời rồi. Và bây giờ thì Golden Cat với hai người còn lại thì khả năng rất cao sẽ gặp khó khăn ở trong khoảng thời gian tiếp theo thôi. Còn quay trở lại một diễn biến khác, đây chết kiếm mình đồng độ với Atletico rồi. Atletico nằm xuống rất nhiều, Joy DM cũng bị hạ gục rồi. Trước khi nằm xuống này cũng đã knock out được một người bên phía team Day Trade. Và bây giờ thì Day Trade, vâng, một mà combat có nói rằng mãn nhãn dành cho các thành viên Day Trade Gaming và Atletico dừng lại vị trí top 14. Rất xuất sắc thôi, một khoảng thăm mình vô cùng chuẩn. Với các thành viên của Mid thì sao đây, họ vẫn đang an toàn. 34 player còn lại, Footy Rai 11. Trong khi đó thì Divide cùng Serus đã phải va vào nhau rồi. Levit nằm xuống, cái tên tiếp theo bị gục đó là Nam Si. Và thôi xong rồi, bye bye Divide. Một pha combat quá tuyệt vời tới Serus. Và họ chỉ mất có một người mà thôi, đó là những của Subang. Wow, Bad Guy có cho mình tổng cộng 3 kill trong tiếng vừa rồi. Có lẽ là như Sapau cũng như MBK cũng sẽ không có được một cái kết cục nó tốt đẹp hơn cho lắm đâu. Ơ, nhưng cái gì đây? Sapau headshot đi mà. Tiếp tục thì Sapau có được cái mạng của T đây. Hai mạng dành cho Sapau rồi, và đó đều là những tình huống bắn headshot với khẩu M4. Tiếp tục ở đây thì NG Fracker đổi cho mình một mạng của MBK. Duckman confirm đi MBK ngay lập tức rồi. Sapau có hai tình huống knockout và bây giờ thì Sapau liệu có thể 1v3 được hay không đây? Kiếm được 3 kill trong tiếng này đã là cực kỳ thành công dành cho cái tên Sapau rồi. Các thành viên của Victim không thể nào cứu nhau được, nhưng vấn đề là bên phía Thái Lan đang tranh thủ thừa nước đục thả câu. Minoru đang đẩy lên rồi, các thành viên bên phía Mid Thái Lan đã có cho mình đến tận 8 kill trong tiếng này. Victim VTF bắt đầu trả đồ ra. Sapau đã lộ rồi và bây giờ cố gắng sấy vào vị trí của Sapau, nhưng Minoru thôi xong rồi, nhìn thấy cái lưng của Sapau. Và bây giờ thì Minoru lại đổi hướng sang bắn vào vị trí của Anh Quân cơ. Từ nãy đến giờ Anh Quân vẫn bơi được, nhưng quả nét của Sapau sẽ kết thúc đi được mạng của Anh Quân. DIC Gaming dừng lại ở vị trí top 8. Còn với các thành viên của bên phía Victim, chắc chắn rồi, hai player còn lại sẽ không thể được cứu. Và chỉ còn lại duy nhất một player. 1v3 thành công dành cho vị trí của Sapau. Quá xuất sắc đến từ cái tên Sapau của Division League Gaming. Cuối cùng và các thành viên bên phía Fury có thể nghĩ ra được. Nét trước tới được thành viên của Mid luôn. Nhưng bây giờ thì bắt đầu công vào rồi. Một tiếng headshot on Boya bắt được vị trí của Ronon. Bây giờ thì đổi mạng không, Dr. Luzi bắt được inside luôn rồi. Một pha liếm rất nhanh, Yoshi chưa thể cover cho những người đồng đội của mình. Trong khi đó thì Minoru cũng đã nằm xuống bởi vì của Dr. Luzi rồi. Cái hàng rất hay. Trong khi đó thì Made in Thái Lan. Đây rồi, Dr. Luzi hạ gục Easy Lucrezia. Nhưng ngay lập tức Hon Boya đổi mạng thành công. Vẫn đang là một đổi một mà thôi. Nhưng bây giờ thì Hon Boya yếu lắm rồi. Yếu lắm rồi, 18 máu mà thôi. Ai đó có đẩy vào hay không? Quyết định hồi lên thì mình cái phân kit. Greeny bị bắn từ phía sau. Nhưng đó là một quả nét tốt tới được cut. Lợi thế hơn người 3v2 dành cho bên phía của Phoenix Gaming. Vòng xanh đang ép vào rồi, thì bây giờ thì bên phía team Made in Thái Lan tiếp tục hạ gục đi được cả Hùng Vô Địch nữa. Duckman bị confirm Hùng Vô Địch cũng vậy. Easy Quilera bị đốt chết bởi vòng xanh. Kushmir không bị Minoru rồi, và bây giờ thì bên phía team Phoenix Gaming không được rồi. Và đó là top 4 dành cho các thành viên của bên phía team Phoenix Gaming. Không thể tin được, và bây giờ thì chúng ta chỉ còn lại 3 team cũng là 8 player thôi. Nhưng chúng ta vẫn còn bộ đôi của bên phía team Severus. Vâng, Made in Thái Lan vẫn đang chủ động kề ngược sang đội hình của bên phía team Severus. Và bây giờ thì hai player của bên phía Severus đang bò rất gần vào đội hình của bên phía Made in Thái Lan rồi. Quả nét trả ra đến Noatra. Nó cấu được một chút bóng Bad Guy. Và bây giờ thì nhiều bom được dã sang đội hình bên phía team Severus. Quá họ sẽ làm gì trong tình huống này đây? Severus lại bây giờ cực kỳ yếu máu rồi. Vòng xanh vẫn đang đuổi, khiến cho đội hình bên phía Severus không thể nào mà có thể cắn máu được. Hải Saki bị nốc rồi, và ngay lập tức là một tiếng confirm. Bad Guy cũng chỉ kịp đổi đi được một mạng thôi. Và bây giờ thì bên phía team Buriram United chắc chắn rồi, top 1 sẽ dành cho họ với tổng cộng là 6 kill trong game thi đấu vừa rồi.